Ok, hello anh em nhá. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip mà mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cái kỹ năng bắn của anh em lên một tầm cao mới ở trong Call of Duty Mobile. Đó, thì chả là tối ngày hôm qua khi mà mình live stream ấy, thì có một anh em hỏi mình một câu hỏi rất là hay. Đó chính là SmileG hiện tại đang sử dụng cái phím bắn là bắn quét ấy hay là cái phím bắn kết hợp với ADS. Thì ở đây mình sẽ trả lời luôn là mình sử dụng cả hai phím anh em ạ. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái phím gọi là phím bấm bắn kết hợp ADS thì mình nghĩ là hầu hết anh em đang chơi Call of Duty Mobile đều đang sử dụng rồi. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo. Đây có thể là một cái mẹo mà các tay to ở trên tất cả các bản trên toàn thế giới họ đang sử dụng, đó chính là họ sẽ sử dụng cái phím bấm bắn quét nha anh em. Đó, nhưng mà bắn quét ấy nó sẽ kết hợp với phím bật scope. Đó, thì như này. Thì khi mà anh em giao tranh, anh em biết rồi, trong Call of Duty Mobile ấy, nó chỉ cần hơn nhau đâu đó 0,00 mấy giây thôi là nó đã quyết định hoàn toàn cái chiến thắng của anh em rồi ở trên cái mức rank huyền thoại ấy. Thì anh em biết rồi, cái thao tác của mọi người rất là nhanh, thì khi mà anh em mà bắn nhau bật scope thua một gọi là một chút thôi là anh em sẽ toang luôn. Đó, đây thì khi mà anh em bắn ấy nó sẽ có kết hợp cái combo như thế này này, nó sẽ là trượt hoặc anh em nằm cũng được. Đó, thường là mình sẽ sử dụng trượt này, xong mình sẽ bật scope và mình bắn luôn. Anh em nhìn cái phím bấm sát ngoài cùng bên trái của mình nhá. Đây, đó, thì như thế này thì chúng ta sẽ chủ động hơn được rất là nhiều. Khi mà anh em nghe tiếng chân kẻ địch ấy, đó thì anh em sẽ trượt ra và anh em kết hợp bật scope và anh em nhấn bắn thôi. Còn nếu như anh em mà kê trì ấy cũng được, anh em sử dụng súng máy anh em kê trì, nhất là hiện tại chúng ta cũng biết rồi, anh em biết rồi, đang có một khẩu gọi là LMG rất là mạnh ở mùa này, và anh em xem livestream của mình cũng biết mình toàn bật scope sẵn và mình bắn như này thôi, chứ mình không bao giờ mình lên kiểu scope như này nha anh em. Mình không bao giờ mình nhìn thấy kẻ địch xong mình mới lên scope như này nha. Bởi vì khi mà lên như thế là kẻ địch nó sẽ đi ra khỏi cái gọi là vị trí đẹp nhất để cho anh em bắn rồi. Đó, thì anh em lưu ý là phải chủ động trước trong từng cái pha bắn. Anh em càng nhanh bao nhiêu thì cái cơ hội chiến thắng của anh em trước cái pha solo kill ấy càng gọi là tăng bấy nhiêu. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang súng ngắm nhé. Súng ngắm thì càng phải sử dụng cái phím ấm này. Đó, ngắm bây giờ hiện tại là họ không có sử dụng cái phím bấm này. Đấy, sử dụng phím bấm gọi là bắn kết hợp với bật scope đây ấy, là sẽ hơi quê, thật sự là hơi quê. Bắn rất là chậm. Đấy, nhìn nó cũng rất là tù. Anh em không có thể thực hiện được những cái phương pháp gọi là như thế này. Bây giờ mình sẽ bắn cho anh em xem này. Đó, anh em nhìn không? Nó nhanh hơn rất là nhiều. Đó, thấy chưa? À. Đấy. Thì khi mà sử dụng cái kiểu bắn như thế này ấy, là anh em sẽ có thể đây bắn có nửa scope rồi. Đấy, anh em thấy không, scope không có lên hẳn, anh em bắn như này thì scope phải lên hẳn thì mới được, thì mới ra đạn. Đấy, này, thấy chưa, phải lên hẳn mới ra đạn nhá. Đó, thì ở đây mình sẽ gọi là chia sẻ lại cho anh em luôn cái độ nhạy setting của mình. Đó, không có gì là giấu anh em cả, có gì hay mình đều làm clip chia sẻ cho anh em cả. Đấy, thì độ nhạy ở đây mình cũng gọi là giống ngày xưa thôi, chỉ tăng lên chắc là khoảng chục đơn vị thôi anh em ạ. Đó, thì trước khi mà xem qua cái độ nhạy ở đây thì mình cũng lưu ý với anh em một điều là ở đây ấy, thì cái độ nhạy của mình chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi nha anh em. Bởi vì mỗi cái màn hình, mỗi cái điện thoại thì nó yêu cầu một cái độ nhạy khác nhau. Và đây cho anh em xem cái màn hình hiện tại của mình đang là màn hình 165Hz thì anh em biết rồi, nó rất là nhạy anh em ạ, nó rất là nhạy. Đó, thì mình sẽ chơi cái độ nhạy như thế này. Đó, và màn hình của anh em mà với cái tần số quét mà thấp hơn ấy thì sẽ phải có cái độ nhạy khác. Thì ở đây mình chỉ sâu ra với cái tính chất tham khảo thôi nhá anh em, và mình khuyên anh em là hãy tự tìm ra cái độ nhạy cho cái tay của anh em cũng như là cái điện thoại của anh em. Ở đây mình có sử dụng con quay, nhưng mà con quay hồi chuyển ấy, để tí nữa mình sẽ giải thích con quay hồi chuyển là cái gì. Nhưng mà cái đây này, cái ống ngắm X8 này, này là mình sẽ cho về không luôn để mình bắn ngắm. Đó, bởi vì anh em biết rồi, đây video scope khi mà anh em nghiêng sang ấy, đấy, nghiêng sang là nó sẽ nghiêng theo cái điện thoại của anh em luôn. Đó, nhưng mà bắn ngắm ấy thì người ta lại không có sử dụng video scope. Đó, bắn ngắm thì họ sẽ ghim tay, có nghĩa là khi bật scope lên ấy
nó sẽ không bị rung nha anh em. Đó, anh em nào tay yếu mà tay rung ấy thì chắc chắn là sẽ không không bắn ngắm được với gyroscope đâu. Đó, sẽ bị rung rất là nhiều và nó sẽ bị lệch ra khỏi cái tâm của anh em. Khi mà kẻ địch đi vào ấy mà anh em kê ấy, nó sẽ bị lệch ra ngay. Đó, thì nghĩ là anh em hãy làm quen với cái phím bấm bắn quét ở đây kết hợp với phím bật scope ở đây ở bên bên tay tay phải mình. Đó, kết hợp trái và phải thì anh em sẽ có một cái bộ gọi là combo bắn cực đỉnh luôn mà các tay to của Call of Duty Mobile hiện tại họ đang sử dụng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tắt cái, mình sẽ vứt cái phím này qua bên đi. Đó, mà chúng ta chỉ sử dụng cái phím này thôi. Mình sẽ chơi một trận đấu rank, nó sử dụng cái kỹ năng mà bắn quét kết hợp với bật scope cho anh em xem nó sẽ như thế nào nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi cây Hauger 26 đi mọi người, để cho mọi người có thể nhìn rõ được cái tác dụng của cái bộ phương pháp ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho anh em. Đấy, bởi vì anh em biết mà LMG ấy, cái tốc độ lên scope của nó rất là chậm, và khi mà kết hợp với cái phương pháp mà mình chia sẻ ở đoạn đầu clip ấy thì anh em sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt luôn. Đây, mình sẽ lên trên cao A đi để mình kêm xuống đi. Bắn LMG là phải bắn kêm anh em, đi tanh được không, nhưng mà với cái phương pháp này thì anh em có thể đi tanh được đấy, nhưng mà anh em sẽ bị chững lại một cái nhịp đấy để anh em trượt và anh em bật scope, sau đó anh em sẽ bắn đây này. Đấy, xảy ra là chết luôn anh em ạ, thấy rất là dính luôn. Cái cây Hauger 26 của thời điểm hiện tại bây giờ ấy, nó đang là một trong những cây súng mạnh nhất của mùa. Đó, thì anh em cứ thử nghĩ mà xem, khi mà chúng ta có một cái chỗ đứng đẹp, khi mà chúng ta được phép bật scope sẵn thì nó sẽ như thế nào. Đây, ui dồi ôi, mấy ông bên kia cứ đi lên là một đường thẳng luôn. Đấy, ở bên dưới mình đang có một tiếng chân nha anh em. Đây này, có một tên định lên. Đấy, khi mà nghe tiếng chân thì chúng ta chủ động trước luôn. Bắn chậm ấy thì anh em phải chủ động trước. Đấy, chơi những cây súng chậm thì anh em phải chủ động trước trong từng cái pha bắn nha. Anh em có thể thấy là mình nghe thấy tiếng chân phát là mình sẽ chủ động, mình ra mình bắt kẻ địch luôn, chứ không bao giờ mình ngồi mình kê đâu. Mình sẽ chủ động luôn để tạo cái yếu tố bất ngờ cho kẻ địch. Đấy, và khi mà anh em mà trượt ra ấy, hoặc là anh em chủ động ấy, thì anh em phải bật scope trước nhá anh em. Phải bật scope trước, chứ đừng có ra xong là bấm cái phím gọi là bắn kết hợp với bật scope nhá. Lúc đấy thì anh em mà đối mặt với AMG là anh em sẽ bị toang luôn á. Bởi vì AMG họ bật scope sẽ nhanh hơn chúng ta rất là nhiều. Đây, mình còn đang bị săn đây này anh em ơi. Đang bị săn đây. Nhưng mà săn có được hay không mới là cái vấn đề. Cứ đứng trên đây mình kêm xuống thôi. Đó, đây này, đây này. Đó, thấy chưa? Trời ơi, lên là chết thôi. Hauger 26 đấy, đang là meta mạnh nhất của mùa đấy nhá. Rồi, đấy thấy chưa? Đây, mình chỉ cần đứng ở đây thôi, mình không cần phải đi đâu anh em ạ. Không cần phải đi đâu. Cái phương pháp mà sử dụng cái phím bấm bắn quét ở đây ấy, khi mà anh em bắn tầm xa cũng ổn mà tầm gần cũng ổn luôn, bởi vì ở tầm gần ấy, khi mà trên rank cao ấy, mọi người múa rất là nhiều. Đó, anh em không thể bắn cái kiểu bật scope được. Đấy, thì anh em có thể bắn quét luôn bằng cái phím bấm bắn quét của chúng ta. Đấy, nó sẽ không bị tù trong cái pha vút tâm của anh em nhé. Anh em lưu ý là sẽ không bị tù. Đây là nhương này. Đấy, thấy chưa? Bắn bizon bật scope sẵn, kê mình sẵn luôn, nhìn thấy mình kê mình sẵn từ xa luôn. Chỉ cần đợi mình tới là ông đó sẽ bắn luôn thôi. Nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho anh em. Ô kìa, đang ngồi trong điểm đây này. Ok, scope vào thôi. Đó, thấy không? Không có địch thì mình lại tắt scope đi. Trời ơi. Đây, mình sẽ đứng đây mình đục vào đi. Mình sẽ đục. Đấy, chúng ta sẽ đục vào. Chỗ này đục được anh em ạ. Đây, mình sẽ sử dụng bắn quét cho anh em xem này. Đó, anh em thấy chưa? Bắn quét luôn, không cần bật scope. Ở cái cự ly tầm gần. Ôi, cái đậu xanh gần quá à, rồi lại bấm thấy đạn như đau, những bệnh nghề nghiệp anh em thông cảm. Kiểu bắn xong vài mạng là cứ không thấy an tâm với cái băng đạn 100 viên của mình anh em ạ. 99 viên vẫn không yên tâm cho lắm, vẫn phải bấm thay. Cay thật sự, nó bị ngấm vào trong máu rồi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là anh em hãy phải bỏ cái đấy đi mà làm người. Đó, anh em thấy chưa, gần bắn quét luôn cho nó nhanh. Dĩ nhiên họ cũng có một tay chơi đạt quả tên tín đấy nhỉ, ác để hack à.
Bây giờ hack cái gì nữa? Hack là ban tôi. Ôi rồi, xong luôn rồi. Bây giờ thì chơi cũng bớt hack rồi, đỡ hơn đầu mùa rồi. Mình chơi rank cách đây trọng cả tháng thì chưa gặp hack nào luôn. Đấy, chạy ra đây phi cái gì vậy? Đây, rồi. Đây nhá anh em nhìn này. Mình sẽ chủ động luôn đó, mình bật scope luôn. Mình chỉ đợi kêu ở đây xuống thôi. Đấy. Chạy đi đâu? Còn cảnh quyển kìa. Ô kìa. Mấy anh em bên kia diễn hài à? Mình bắn hình như ông kêu cũng không có nghe cái tiếng chân hay sao anh em ạ. Mình bắn sát bên tai luôn mà ông ấy còn không thèm để ý đến mình nữa. Ôi bị hài hước đấy. Đây ở đây có một tên đang chạy này anh em ơi. Chạy đi đâu vậy bạn nhỏ ơi? Chạy làm sao được? Ogre 26 đỏ là mạnh quá, mạnh luôn anh em. Nhìn cũng chất nữa. À mà anh em mà muốn mua cái ác của mình thì hiện tại mình đang muốn bán cái ác mình đang chơi để mình đầu tư lại con ác khác ở season tiếp theo nha anh em. Cái này nhiều súng quá, nhiều khi là mình chơi nhàm quá anh em ạ. Như anh em mà muốn mua thì có thể liên hệ với mình ở trong group gặp siếc nha, hoặc là anh em mà quen ai mà muốn mua ác khủng thì có thể giới thiệu đến Smile G, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của mình ở trong group gặp siếc nha. Group kín của mình á, để cho nó đỡ gọi là bị lừa đảo. Rồi, nhiều súng quá. Mùa sau là mình sẽ kiểu làm mới lại chơi ác gọi là Facebook chính của mình. Đấy, để cho nó tâm huyết hơn. Cái này mình chơi cảm giác cũng chưa tâm huyết lắm hay sao anh em. Rồi, đây game thôi. Đấy, cứ đúng nghe đây này, ở dưới có một cái tiếng chân này đang chạy hay sao ấy. Có phải em ta? Đúng rồi, đấy. Ôi trời ơi, chạy làm sao được, bật cốp là chết ngay. Hack cũng sẽ chết thôi. Đấy, thấy chưa? Rồi, xong luôn, bị lỡ nhịp luôn kìa anh em ơi. Đấy, mình thua luôn đấy, anh em pha rồi là mình thua luôn, là mình bị kê trước. Đấy anh em thấy không? Cái tác dụng khi mà bật cốp trước ấy, kê trước ấy, là nó sẽ có cái tỷ lệ chiến thắng lên tới 99% luôn, 90%. Mình chỉ sợ anh em là anh em run tay rồi chứ. Mình nghĩ là khi mà anh em bật trước là chắc chắn anh em sẽ chiến thắng trong cái pha bắn này. Đấy, không có kịp bật scope là anh em đã tiễn bạn lên trầu trời luôn rồi. Đấy, một tên lửa vào đầu luôn. Trông căng thế nhỉ. Rồi, mình sẽ lên cái Vito đi. Trò chơi rank mà phải lên Vito. Vito là cũng có skill luôn nhá anh em. App của mình thì thôi đồ đạc rồi, khỏi chê rồi. Có 6 khẩu súng đỏ thôi mà. Súng đỏ UK thì chắc là khoảng hơn 50. Đấy. Hơn 50 vật phẩm cam, cả nhân vật luôn nhá anh em. Vật cam mình gần như là cũng full luôn rồi. Thôi rồi ôi, sắp thua rồi kìa. Chết rồi. Úi, sao lại có ông móc lốp vào đằng sau nhỉ? Hai ý tưởng lớn gặp nhau anh em ạ. Chết rồi. Phải chiến thắng thôi. Đấy rồi, mình sẽ kèm đây nha, mình sẽ kèm đây anh em ơi. Mình phải kèm cái hướng này thôi, không là thua mất. Đây, mình sẽ ngồi đây mình kèm thôi. Đây, ở ngoài có một tên này. Ở ngoài có một tên đây này. Đây này. Trời ơi, mòi mà là chết thôi. Không thể chạy được, mình mà đã bật scope sẵn. Đấy, thấy chưa? Chưa kịp lên scope là kẻ địch đã chết luôn rồi. Chứ chưa cần nói đến cái đoạn gọi là tâm dí vào người kẻ địch luôn anh em ạ. Khỏe thực sự, Ogre 26. Mùa sau ấy, anh em cứ yên tâm, Ogre 26 không có bị nét đâu nha anh em. Bởi vì cây LMG mới của chúng ta ấy là đến tận mùa 11 mới ra cơ. Súng đỏ mà anh em, súng đỏ mất tận 4 củ để mà có cái súng này thì làm sao mà nó nét được, đúng không? Đấy, nhà phát triển game họ đã tạo cái uy tín cho những cái cây súng đỏ rồi thì anh em cứ yên tâm đi. Tiền mất là phải có một cái gì đó khác biệt so với những khẩu bí phâu chứ. Đấy, và những cái khẩu default thì cũng sẽ được thôi, sẽ được gọi là mạnh theo thôi anh em ạ. Không có đi đâu được đâu. Kìa, thắng tới nơi rồi mà anh em không có vào điểm đi à? Thắng luôn rồi nên mình vào luôn rồi anh em ạ. Ok, và mình sẽ kết thúc cái clip ở đây nhá anh em. Đấy, thì ngày hôm nay mình đã cho anh em xem một cái trận đấu hủy diệt trận này để xem mình bắn được bao nhiêu điểm thì anh em sẽ tính được ra số mạng của mình ngay. Đó, bằng cái phương pháp gọi là bắn quét sử dụng cái phím bật scope. Đấy, quần mình bắn tận 6.500 điểm luôn anh em ạ. Đấy thì trận này mình cũng làm khoảng của bên kia có gần 60 mạng chứ mấy. Ok, và mình sẽ kết thúc cái clip đây nha anh em.